Tường Vi rất vui khi được gặp gỡ quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin. Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn mình xinh đẹp. Tuy nhiên không phải ai cũng thực sự biết cách làm đẹp đúng cách. Cho nên chương trình Đẹp để tự tin do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Golden Moon thực hiện sẽ là nơi giúp cho quý vị có thể tích lũy tất tần tật những bí kíp làm đẹp đó và giúp cho bản thân trở nên tự tin hơn mỗi ngày. Và chương trình Đẹp để tự tin được phát sóng vào lúc 21:50 mỗi tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Và trước khi đến với buổi trò chuyện cùng với bác sĩ thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm của chương trình quý vị nhé. Chị Vân Anh ơi. Chị trong nhà nè. Chị, hai chị em mình đi ăn trưa nha. Ủa, trời ơi, chị nặng mụn hả? Chị đừng có nặng mụn, cứ bị mụn mà nặng như vậy là mấy mốt cái mặt chị banh chành đó. Em thấy nói sai gì sao mà em cứ nói hoài vậy? Sai gì nữa, tôi đang chỉ bà là rất là đúng luôn đó. Trời đất ơi, đúng là đúng sao? Có mụn mà không nặng, biểu người ta để nguyên cái mụn vậy. Vậy mà kêu đúng. Em nói chị nghe, mai mốt chị cứ nặng cái mụn như vậy hả, rồi nó để lại vết thâm rất là lâu phai nha. Rồi chưa kể hả, nặng mụn nó để lại sẹo rỗ nữa. Mà cái chất dịch nha, cái chất dịch mụn mủ hả, từ trong đó nó trào ra, nó lan lên cái da mặt của chị là nó còn gây mụn nhiều hơn nữa. Rồi, cái tay của chị đó, cho chị cầm cái này rồi chị cầm cái cây xanh không? Nó để lên cái vết đó, nó đang đã bị thương rồi, chị đụng vô nó nhiễm trùng, rồi nó sưng theo nguyên cục chà bá gì nè. Nó đã hết cứu rồi nha. Nói nghe nè, cái mặt này là mặt của chị, cái mụn cũng là mụn của chị. Chị có quyền hành đối với cái mặt của chị và cái mụn của chị. Và đây, chị xin thưa với em luôn là những phương pháp chị làm rất đúng. Một khi cái mặt mình có nổi mụn, đúng không? Những cái cồi mụn trong đây nè, đó. Nó bắt đầu chồi chồi lên rồi là mình phải lập tức nặn nó ra, bỏ nó đi. Chứ nếu em để như vậy á, nó sẽ từ từ bắt đầu ăn luôn vào da. Và cái mặt em thành nổi những cái đốm chai đầy cái mặt, hiểu chưa? Mà chị thấy có hiệu quả không? Hay là bây giờ cái mặt chị đầy mụn? Em ganh tị với sắc đẹp của chị. Cái em biểu chị á, đừng có nặng để vậy cho người ta chê chị xấu hả? Thôi bây giờ em nói hoài chị cũng nghe. Bây giờ chị em mình cược đi. Cược là cược sao? Bây giờ đó, hai chị em mình sẽ đi tới bác sĩ để cùng tư vấn ha. Nếu mà bác sĩ nói mà em đúng á thì chị phải bao em một cái liệu trình chăm sóc da 1 năm. Hai chị em mình cùng làm. Nếu mà bác sĩ nói em sai á thì em sẽ bao lại chị. Bữa nay trúng số hay sao mà sẵn sàng bao chị chăm sóc sắc đẹp 1 năm vậy cưng? Nè, cầm chắc phần thua trong tay rồi đó em à. Tiền á thì em không thiếu, nhưng mà ha, thua chưa chắc là nha. Kính thưa quý vị, có thể nói mụn luôn là một vấn đề vô cùng đau đầu luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có buổi trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung để có thể giải đáp tất tần tật những vấn đề về mụn quý vị nhé. Xin chào thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung. Xin chào Tường Vi, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp để tự tin. Thưa bác sĩ, nguyên nhân lớn nhất mà để gây ra mụn là cái gì bác sĩ ha? Nói về mụn là một cái bệnh hay tái đi tái lại, nhưng mà thường người ta sẽ tập trung vào 4 cái nguyên nhân chính của mụn. Thứ nhất là do cái sự tăng tiết bã nhờn ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cái lứa tuổi này là lứa tuổi hoạt động mạnh của cái tuyến bã nhờn. Thì cái tuyến bã nhờn hoạt động nhiều là cái yếu tố thuận lợi để gây những cái sự tắc nghẽn phát triển cho những cái vi khuẩn mụn. Từ đó thì hình thành những cái mụn nó nặng hơn. Bên cạnh đó, nguyên nhân thứ hai là cái sự có mặt của con vi khuẩn mụn, con vi khuẩn Pyrexia. Những con vi khuẩn này nó sẽ tập trung ở những cái vùng lỗ chân lông, và khi mà có điều kiện thuận lợi nó sẽ sinh sôi phát triển và làm hình thành những cái nhân mụn viêm, mụn đỏ và mụn mủ. Tiếp đến là cái sự rối loạn sừng hóa lỗ nang lông ở trên bề mặt da của chúng ta, và đó là những cái tiền đề để dẫn tới những cái mụn. Cuối cùng là do cái hiện tượng viêm kích ứng ở trên da tiềm ẩn, nó sẽ dẫn tới mụn sau này. Ngoài ra thì hiện tại người ta cũng có những cái nghiên cứu, người ta đề cập tới những cái vấn đề như là sự ô nhiễm môi trường, như là vấn đề về gen, vấn đề về nội tiết. Và khi mà bị mụn á, thì lại thêm một cái khoản mà thật ra cái khoản này là em bị luôn á nha, đó là bứt rứt nặng mụn. Đúng rồi. Trời, nhiều khi là mình phải kìm nén không được, tại vì biết nặng ra một cái là sẽ là nó bị viêm hơn, rồi nó sẽ bị thâm hơn, nhưng mà không kiềm chế được, đó là quyết định xử lý nó luôn, nặng. Nhưng mà thường á, cái nặng này nó có để lại những cái hậu quả nghiêm trọng lắm không ạ? Thì chúng ta thấy một cái mụn, thấy một cái vật lạ ở trên cái làn da mà gọi là làn da xinh đẹp của mình á, thì mình thấy là khó chịu, tại vì là vị khách không mời mà mình muốn đuổi người ta đi. Khéo á thì mình sẽ có những cái kỹ thuật để người ta đi mà người ta không có giận mình. Còn nếu mà mình gọi là đuổi một cách thô bạo quá thì không nên. Biểu tình liền. Với cương vị là một bác sĩ da liễu thì bác sĩ Trung khuyên các bạn là không nên tự ý nặng mụn. Động tác này có thể vô tình làm cái mụn của chúng ta viêm nặng hơn, nhiễm trùng nhiều hơn,
tay của mình đâu có sạch đâu, và những cái dụng cụ của mình không có được gọi là an toàn. Chính những cái yếu tố đó làm cho cái mụn khi mà nó nặng, nó viêm hơn thì có thể dẫn tới những cái hậu quả nặng, như là để thâm lâu hơn hoặc là có thể để thành sẹo. Ở trên mạng á, có một cái câu chế mà rất là mắc cười: thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại vô vàng vết thâm. Đó, cái vết thâm là cái mà trời ơi bức bối kinh khủng khiếp. Như vậy thì vết thâm này á, mình có một cái cách chuyên biệt nào để xử lý nó nhanh gọn lẹ không ạ? Trước tiên hết thì bác sĩ khuyên là chúng ta khi mà gặp vấn đề thâm và mụn, chúng ta nên đi gặp bác sĩ trước để được bác sĩ tư vấn những cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, tư vấn cách điều trị sao cho hợp lý. Bởi vì nếu mà một làn da vừa có thâm, vừa có mụn thì chúng ta vẫn nên ưu tiên trị mụn trước. Tại sao? Tại vì cái mụn là cái nguyên nhân, cái gốc rễ của vấn đề. Nếu mà điều trị không tốt thì nó sẽ để lại những cái vết thâm mới. Chúng ta cứ tập trung chúng ta giải quyết vấn đề thâm thôi thì chúng ta sẽ bỏ quên đi cái gốc. Thì những cái mụn này có thể diễn tiến ra những cái vết thâm, vết sẹo mới, trong khi chúng ta là bù không được mất, trị hết vết thâm này lại có vết thâm khác thì nó lại không hiệu quả. Sau khi mà gặp bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ cho các bạn những cái thuốc uống, những cái thuốc thoa để vừa điều trị mụn, vừa điều trị hỗ trợ luôn cái vấn đề thâm cho bạn. Nếu mà những cái vai trò của mật ong, vai trò của chanh mà thật sự có hiệu quả nhiều thì nó đã được đưa vào những cái thuốc để điều trị mụn cũng như là thuốc để điều trị thâm. Nhưng hiện tại để điều trị mụn người ta sẽ dùng những cái thuốc chuyên biệt hơn, cũng như là khi mà chúng ta dùng cái chanh là có tính acid, nếu mà dùng mà quá tay chẳng hạn hoặc là không biết cách dùng thì chúng ta dẫn đến một cái làn da kích ứng hơn, và cái làn da kích ứng đó nó lại càng dễ bị thâm hơn đối với những cái tác nhân như là ánh nắng mặt trời ở bên ngoài. Và sau khi mà được bác sĩ cho những cái loại thuốc thoa cũng như là thuốc uống để điều trị thâm thì các bạn nên tuân thủ điều trị cũng như là tránh nắng thật là kỹ, sẽ giúp cho cái vấn đề vết thâm của chúng ta giải quyết được nhanh hơn. Mụn là một cái bệnh lý điều trị mãn tính, có thể tái đi tái lại. Chúng ta đừng nên tin vào những cái quảng cáo là điều trị một lần là duy nhất là hết mụn. Mụn do những cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động cho những yếu tố bên trong, nên đôi khi có một sự mất cân bằng giữa cơ thể và những yếu tố gây mụn. Để cho an toàn thì chúng ta hãy tìm đến những bác sĩ chuyên khoa da liễu mà có nhiều năm kinh nghiệm, những cái trung tâm, những cái bệnh viện chuyên về da liễu uy tín để có thể có những cái điều trị tốt nhất. Khi mà mình đang gặp phải những vấn đề về mụn và đặc biệt là những bạn đang điều trị thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống hay là mình phải sinh hoạt như thế nào thưa bác sĩ? Trên thế giới người ta có rất là nhiều công trình tốn rất là nhiều giấy mực cũng như là tiền bạc để mà kết luận được những cái chế độ ăn nào để hỗ trợ cho cái bệnh nhân mụn một cách tốt nhất. Thì thứ nhất, khi ăn ngọt nhiều, cái nồng độ đường ở trong máu mình lên cao á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái một cái hormone gọi là AGF1. Cái hormone này khi mà nó tăng lên nó sẽ ảnh hưởng đến tuyến bã nhờn, làm tăng tiết nhờn, ảnh hưởng tới vấn đề mụn. Và cái cần phải thận trọng đó là sữa, đặc biệt là sữa bò, trà sữa phải né. Rồi thường thường á, thì Trung sẽ khuyên các bạn có thể uống nhưng mà đừng quá nhiều, tại vì khi mình tiêu thụ một lượng sữa quá nhiều thì nó sẽ là một yếu tố ảnh hưởng cái vấn đề mụn trên da. Cuối cùng là chúng ta nên ăn uống cân bằng những cái thành phần đường, phần đạm, thành phần dầu mỡ, thành phần rau xanh, vitamin, để cái khẩu phần ăn của chúng ta không có bị quá lệch lạc thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Lúc đó thì cái làn da chúng ta sẽ đẹp hơn. Bên cạnh vấn đề ăn uống thì các bạn cũng nên tranh thủ ngủ sớm trước 11 giờ, tại vì thức khuya sẽ làm cho mụn nổi nhiều hơn, cũng như là hạn chế vấn đề căng thẳng, stress hàng ngày. Song song với đó là việc chăm sóc, giữ gìn một làn da sạch sẽ qua việc rửa mặt ngày 2 lần với sữa rửa mặt nhanh cho da nhờn, mụn. Để có làn da không tì vết do mụn, giữ vệ sinh da bằng cách rửa mặt thật sạch ngày 2 lần, có chế độ ăn uống lành mạnh, giảm ngọt, tăng rau xanh và chất xơ cho cơ thể, ngủ trước 11 giờ đêm và tránh tình trạng căng thẳng tinh thần kéo dài, đến gặp bác sĩ da liễu có kinh nghiệm và những nơi điều trị uy tín khi da bị tình trạng mụn. Luôn ghi nhớ, điều trị mụn là một quá trình lâu dài, không nên tin lời quảng cáo một lần điều trị dứt điểm của những nơi thiếu uy tín. Xin được cảm ơn bác sĩ Dương Lê Trung đã đến với chương trình Đẹp Để Tự Tin để có những lời khuyên rất hữu ích cho các bạn khán giả đang gặp vấn đề về mụn. Và Tường Vi xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.